Chỉ với các thao tác đơn giản là bạn đã có những ly sữa thơm ngon, mang lại những dưỡng chất thiết yếu, duy trì vóc dáng và làn da mịn màng. Đặc biệt với sữa đậu nành, nếu uống thường xuyên sẽ giúp loại bỏ cholesterol trong cơ thể, giảm nguy cơ tim mạch và phòng chống ung thư. Trên thị trường hiện nay, bạn dễ dàng mua được một ly sữa đậu nành ở bất cứ nơi đâu. Nhưng liệu có sự khác biệt nào giữa sữa bán tràn lan ngoài thị trường với sữa được làm từ máy xay sữa đậu 3A370W? Chắc chắn là có, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng sữa đậu nành mua ở bên ngoài luôn khiến chúng ta băn khoăn e ngại về giá thành cũng như chất lượng. Ngày hôm nay, Hồng Thắng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn máy xay sữa đậu nành đa năng của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Với sản phẩm này, quý vị sẽ có được những ly sữa thơm ngon, mát lành dành cho cả gia đình mà không lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy xay sữa đậu, công nghệ sản xuất chất lượng cao, sử dụng hai mặt đá mài để ép nguyên liệu, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Phễu nạp nguyên liệu được làm bằng nhựa cứng, cách điện. Máy có kiểu dáng trang nhã, sang trọng. Thân máy làm bằng thép inox 304 dùng trong y khoa, chắc chắn không rỉ sét, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Và được tặng kèm một lưới lọc, một cờ lê, một trục xoắn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hồng Thắm sẽ cùng kỹ thuật viên Quang Tiến giúp quý vị tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Với chiếc máy này có thể thay tất cả các sản phẩm như ngô, đậu, đậu tương, đậu nành. Nếu như các dòng máy khác cùng loại trên thị trường thường xay cả vỏ làm cho nước uống có vị ngái, nhiều cặn thì máy xay sữa đậu nành 370W những hạn chế đó không còn tồn tại. Máy xay sữa đậu có cấu tạo gồm 5 phần chính: thân máy, động cơ, đầu nghiền, phễu nạp nguyên liệu, cửa ra nguyên liệu. Phần phễu nạp nguyên liệu được thiết kế khá rộng rãi với đường kính 22cm. Cùng một lúc, quý vị và các bạn có thể xay được một lượng lớn nguyên liệu rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Đầu nghiền được trang bị hai mặt đá chắc khỏe nên nghiền được các loại hạt có kích thước và độ cứng khác nhau. Máy được thiết kế nhỏ gọn, chỉ nặng 15kg nên dễ dàng di chuyển trong mọi không gian. Anh đến ơi, vậy thì khi sử dụng chiếc máy này chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Vâng, khi sử dụng chiếc máy này mình cần lưu ý để sản phẩm ra tốt hơn, bạn nên ngâm nguyên liệu từ 20 đến 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, trong nghe không bằng một thấy, ngay bây giờ Hồng Thắm sẽ cùng anh kỹ thuật viên vận hành chiếc máy này. Đầu tiên, bạn cắm phích vào nguồn điện, xoay ngược chiều kim đồng hồ để điều chỉnh khoảng cách giữa hai mặt đá cho đến khi phát ra âm thanh của lực ma sát. Tiếp theo, bạn đổ nguyên liệu vào phần vẽo. Chú ý, bạn cần cho thêm một lượng nước vừa phải, cụ thể theo tỷ lệ 2:1, tức là 2 phần nước, 1 phần nguyên liệu. Máy sẽ xay theo lập trình tự động dựa trên nguyên lý sử dụng lực ép giữa các vòng quay. Đặc điểm nổi bật của máy chính là tính năng lọc và tách bã nguyên liệu. Trong khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ phần bã sẽ được đẩy ra ngoài. Vì vậy, nước uống giữ được độ tinh khiết, không còn vị ngái mà khó có loại máy nào trên thị trường làm được. Máy xay sữa đậu 3A370W có khả năng xay được rất nhiều loại ngũ cốc từ ngô, đậu đen, đậu đỏ cho đến đậu nành. Với các nguyên liệu này, bạn dễ dàng làm ra những ly sữa bổ dưỡng, những bát cháo thơm ngon và đặc biệt những bìa đậu phụ mềm mịn. Để vệ sinh chiếc máy, bạn cần tháo rời phễu nạp nguyên liệu, sau đó vặn hai ốc vít và nhấc phần đầu nghiền ra. Sử dụng cờ lê để xoay bô lông 17, rồi bỏ lưới lọc ra bên ngoài. Bạn nên rửa trực tiếp dưới vòi nước để đảm bảo phần bã không còn dính vào các bộ phận. Cuối cùng, bạn dùng khăn ẩm lau phần thân và lắp các bộ phận theo thứ tự ngược lại. Máy xay sữa đậu 3A có công suất 370W với tốc độ trục chính lên đến 2.800 vòng trên phút. Máy sử dụng nguồn điện gia đình 220V vô cùng tiện lợi. Năng suất của máy đạt 15kg một giờ, phù hợp với các nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở làm đậu phụ hay trứng trong căn bếp gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, việc chế biến ly sữa thơm ngon mát lành như thế này sẽ không còn là điều khó khăn nữa. Tôi tin chắc tất cả một chuyện nào cũng có thể làm được. Không thèm muốn cung cấp một
thông tin như sau. Ngoài dòng sản phẩm máy xay sữa đậu 3A 370W, công ty chúng tôi còn dòng sản phẩm máy xay sữa đậu 3A 800W. Quý vị có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình. Còn bây giờ, Hồng Thắm và Quang Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Để đặt mua máy, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0422 050505 hoặc truy cập vào website www.máy3a.com.